Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 tại tiệm McDonald's có tham gia. Cà phê sáng phần thứ nhì tiếp tục với quý vị, và trong phần thứ nhất anh Đinh Quang Thái đã trình bày về cuộc điều trần tiếp nối và sẽ còn nhiều cuộc điều trần khác. Dự trù mới đầu họ tính đâu khoảng 5 năm thôi phải không ạ? Nhưng mà sau đó nó đưa ra thêm nhiều các nhân chứng khác nữa. Thì có rất nhiều người muốn tự động muốn ra điều trần. Tự động muốn ra điều trần và họ tìm hiểu thêm trong đó, kể cả những người trợ lý, những người tập sự trong tòa Bạch Ốc ra cũng ra điều trần. Nhưng trước mà, đây thưa anh Thụy, ngày hôm qua có một chi tiết rất là quan trọng là bà dân biểu Liz Cheney đấy, của Đảng Cộng Hòa, phó chủ tịch ủy ban điều tra, bà nói rằng có một nhân chứng mà chưa xuất hiện từ hồi đó tới giờ, vừa mới báo cho luật sư của nhân chứng nó biết là trong cái tuần lễ vừa rồi đó, ông Donald Trump đã đích thân gọi điện thoại cho cái nhân chứng đó. Tôi có nghe cái tin đó. Đó là vấn đề. Tức là đó là một cái tội trong luật pháp, gọi là ngăn cản nhân chứng hoặc đe dọa nhân chứng vân vân. Thì chưa biết Bộ Tư pháp sẽ tính như thế nào, nhưng mà luật sư của người đó nói rất rõ ràng là ông Donald Trump đã gọi cho cái nhân chứng đó mà nhân chứng nó chưa xuất hiện. Có thể là tuần tới hoặc là tuần tới nữa, mình không biết. Ngay cả các phần tường trình vào sáng ngày hôm nay có những người họ nói đó, đây là những người bị bắt đó, họ nói chính họ đã nghe theo lời ông Tổng thống Trump lúc đó để ông đến biểu tình vào tòa nhà Quốc hội. Sau đó chính ông nhận được cái text ông Trump nói thôi tất cả mọi người hãy về nhà đi. Thì ông lại là người cũng nghe theo lời Tổng thống Trump để về. Và đó là cái điểm mà Ủy ban điều trần Quốc hội muốn tìm một cái bằng chứng rõ ràng nào nhất để có thể truy tố ông cựu Tổng thống được. Anh nghĩ rằng có thể truy tố ông được hay không? Như lúc nãy chúng tôi nói đó, về phương diện luật hiến pháp, theo chỗ tôi đọc và nghe những cuộc phỏng vấn của những chuyên gia luật pháp Hoa Kỳ, thì họ nói rằng hiến pháp của nước Mỹ quy định với một sitting president, tức là một vị tổng thống đang ngồi tại tòa Bạch Ốc lãnh đạo nước Mỹ đó, thì khó truy tố. Nhưng mà đã một người đã trở thành private citizen, là một người dân bình thường thôi đó, thì người đó sẽ bị truy tố như tất cả những công dân khác. Bởi vì nếu không nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ, một người lãnh đạo nước Mỹ cứ làm bậy rồi sau đó một gọi là hạ cánh một cái an toàn. Nhưng cái tiền lệ của nước Mỹ từ hồi lập quốc tới giờ chưa có bao giờ có một cái chuyện một tổng thống bị truy tố. Bởi vì tại sao? Nó có một cái tiền lệ gọi là pardon, tức là tha tội. Chúng ta nhìn thấy nhé, cái trường hợp của ông Ronald Reagan về cái vụ mà ông trung tá Oliver North ủng hộ cho Iran Contra cũng được tha tội. Richard Nixon ngay sau khi mà giơ tay từ chức thì ngày hôm sau ông Gerald Ford ký lệnh tha tội ngay. Không? Thì bây giờ người ta tính rằng tất cả mọi vấn đề đó là Ủy ban điều tra 6 tháng riêng muốn dẫn tới một cái việc là làm thế nào đó ông Donald Trump sẽ không bao giờ được mon men vào lĩnh vực công quyền chính trị, không được ra ứng cử bất kỳ một chức vụ nào hết. Đúng thế. Để làm gì? Làm một cái lời răn đe cho những người lãnh đạo nước Mỹ. Còn cái phần ông Donald Trump và Trump Organization phải trả lời trước các tòa án địa phương New York và những tiểu bang khác vân vân về vấn đề mà khai khống số tiền lên mượn tiền nhà băng hay là trốn thuế là vấn đề gì vân vân á, thì chuyện là chuyện riêng. Nhưng mà riêng trong lĩnh vực chính trị đó thì người ta muốn trong ủy ban điều tra này đó, họ không nói ra, nhưng mà tất cả những cuộc điều trần chỉ nhằm mục đích chứng minh rằng ông Trump là người không còn đủ cái tư thế là một người lãnh đạo nước Mỹ nữa. Chấm hết. Thành thử ra bây giờ cái câu hỏi người ta đặt ra là liệu ông Trump có ra tranh cử không năm 2024 và ông ta có một cái may mắn nào không?
Những người ủng hộ cho ông Trump vẫn đang chờ đợi để liệu xem trong tháng này hoặc tháng tới, những tin tức mà chúng tôi theo dõi đó, có thể trong tháng này ông sẽ chính thức tuyên bố ra tranh cử cái ghế tổng thống năm 2024. Nhưng mà ngày hôm qua đó là tờ New York Times đưa ra một cuộc thăm dò, họ trích dẫn một cuộc thăm dò của một việc phối hợp với một trường đại học ở New York. Và thường thì các cơ quan truyền thông họ làm việc như thế. Thì New York Times đăng tải cái kết quả và cho thấy, chúng tôi cũng đã tường trình, 50% cử tri đảng Cộng Hòa tuyên bố họ muốn tìm một nhân vật khác, họ không muốn ông Trump ra tranh cử nữa. Ngược lại thì bên phía đảng Dân Chủ cũng thế, các cuộc thăm dò cũng cho thấy cử tri Dân Chủ muốn tìm một khuôn mặt mới cho năm 2024 thay vì ông Biden. Ngay lập tức thì ông cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích bằng những cái lời nhắn, nói rằng tờ New York Times tung ra những cái tin tức sai lạc hoặc là fake news vân vân. Mặc dù ông không tuyên bố ra tranh cử bởi vì hiện lúc này ông đang chờ đợi cái kết quả điều tra của Ủy ban điều tra Hạ viện ở Quốc hội như thế nào. Cho nên như anh vừa trình bày đó, một cái điểm mấu chốt ở đây đó là ủy ban không cần phải truy tố ông Trump, nhưng mà muốn ngăn chặn ủy ban không có nhiệm vụ truy tố. Dạ, nhưng nhiệm vụ truy tố là Bộ Tư pháp. Thì đó, cái mục tiêu là sẽ trình bày lên tất cả bằng chứng trong cuộc điều tra này lên Quốc hội, rồi Quốc hội sẽ truy tố ông Trump hay không. Nhưng mà muốn ngăn chặn cái việc mà ông ra tranh cử của năm 2024. Mình phải nói cho nó rõ hơn thế này, ủy ban đó họ chỉ có đưa ra tất cả những cái sự kiện dựa theo nhân chứng thôi. Cái cơ chế mà truy tố hay không truy tố là Bộ Tư pháp. Yeah. Thành thử ra bây giờ tất cả là cái quả banh nằm ở trong cái chân của ông Merrick Garland là ông Bộ trưởng Tư pháp. Thì theo tất cả những chuyên gia về luật pháp nước Mỹ đó, họ bảo là ông Garland khó mà từ chối được. Bởi vì nếu không đó, ông sẽ bị chịu một cái trách nhiệm sau này trên lịch sử hoặc là ngay cả thời buổi này nữa, là ông đã nhắm mắt để cho một người ngồi trên pháp luật. Thành thử ra sẽ truy tố. Nhưng mà thưa anh Thụy và thưa quý khán giả, theo ý kiến của cá nhân tôi đoán đấy, cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới, Cộng Hòa thắng, Dân Chủ thắng, ai cũng được, nhưng cái người đó sẽ tha tội cho ông Trump. Bởi vì nước Mỹ sẽ không thể nào để mất mặt với thế giới khi mà có một vị tổng thống bị truy tố, mà đã truy tố cái tình hình này đó, với tất cả mọi bằng chứng đó, ông Trump cũng khó thoát được nhiều tội lắm. Thành thử ra ông Trump sẽ thoát theo cái nhận định riêng của cá nhân tôi thôi. Ngoài trừ nó có một cái tiền lệ là bây giờ nước Mỹ người ta bảo that's enough, enough is enough, nó khác. Nhưng mà thưa anh Thụy, chúng ta còn một phút hơn cái chương trình này thôi. Và phần thứ hai, cái điều mà tôi quan sát tôi thấy là cái xã hội Mỹ quả tình, ngoài vấn đề chia rẽ vân vân, thì nó có một cái sự cái chuẩn mực về đạo lý chính trị đó, nó thay đổi nhiều. Và cái xét đoán về đạo lý chính trị dành cho một cá nhân đó, nó cũng cái nấc thang của nó, cái level đó, nó cũng giảm. Bởi vì đọc báo chí của các nước khác ngoài nước Mỹ ra thì chúng ta thấy ngay cái nhận định của họ là gì. Họ nhìn về nước Mỹ bây giờ một cách nó hơi không có được gọi là bình thường lắm. Bởi vì tất cả những cái chuyện ngày 6 tháng Giêng bây giờ thì không ai có thể phủ nhận được rằng nó là một cái tát vào cái nền dân chủ của nước Mỹ. Bởi vì Quốc hội Hoa Kỳ là cái thánh đường của nền dân chủ Mỹ mà bị đánh trong ngày hôm đó. Tí nữa thì Phó Tổng thống Mike Pence chết, tí nữa thì bà Nancy Pelosi có thể bị giết trong đêm hôm đó. Mà nếu mà không có một cái biện pháp nào đó để răn đe, cái khổ là đã 800 người bị bắt và hơn 400 người bị truy tố rồi. Thì bây giờ nếu mà một người như ông Trump với tất cả những cái lời kêu gọi của ngày 6 tháng Giêng trước và sau đó đó, mà không có Bộ Tư pháp không làm gì cả đó, thì cái đó sẽ là một vấn đề lớn của nước Mỹ. Anh có nghĩ là trách nhiệm cho những cái chết trong đó, kể cả những người cảnh sát ở thủ đô, là chắc là từ bởi vì không? Cái vấn đề là bây giờ đã, ngày hôm qua chúng ta nghe cái ông mà một trong những người đã nhân chứng, họ nói đã có người chết rồi. Đã có một phụ nữ chết ngay lần đầu tiên rồi.
Thì bây giờ indirectly tới một cách một cá nhân không gián cầm tiếp, súng bắn chết một người, nhưng mà cái lời nói của một người thúc đẩy để cho một kẻ thứ hai bắn một người thứ ba thì về phương diện pháp luật cũng là một gián tiếp tội hình sự. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý. Vấn đề đảng phái nếu làm việc chung với nhau được sẽ tạo được cái thành quả như thế nào? Mời quý vị theo dõi một kết quả nghiên cứu về kinh tế cho 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ này ngay sau phần quảng cáo.